Em Hoàng An xin được gửi lời chào đến tất cả chị Hoàng thân yêu. Hôm nay một buổi chiều chủ nhật ngày 20. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 nhỉ? 20 tháng 3 năm 2022. Em Hoàng An sẽ lên sóng giới thiệu cho chị một cặp mẫu xe crossover, mẫu xe 5 chỗ gầm cao CX5 đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Và chúc tất cả chị Hoàng thân yêu có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình của mình. Một ngày nghỉ thật ý nghĩa chị nhá. Và hãy nhớ luôn luôn đồng hành và ủng hộ giúp em Hoàng An cũng như là siêu thị ô tô Bình Dương. Hãy luôn đăng ký kênh, chia sẻ kênh, đặc biệt hãy nhấn nút chuông cạnh cũng như là luôn luôn theo dõi em An vào mỗi buổi tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên sóng trực tiếp của An ô tô cũ Bình Dương. Đây, một cặp xe rất là đẹp, đều mang biển số Bình Dương. Đó. Mazda CX5 và hai em này đều là bản 2017 và 2018 đều là bản 2.5. Chiếc màu đỏ pha lê này là bản 2.5 2018 và chiếc xe đang chạy chuẩn đồng hồ 30.000 km màu đỏ pha lê chị nhá. Đó. Mazda CX-5, những ngôn ngữ thiết kế rất là đặc trưng rồi. Thực sự ra thì dòng Mazda là một dòng xe mà em An thấy là cái kiểu dáng tính năng an toàn và độ tiết kiệm nhiên liệu thì lúc nào cũng luôn luôn chiếm ưu thế đúng không ạ? Và thiết kế rất là bắt mắt luôn. Mẫu xe này thì hiện tại siêu thị ô tô Bình Dương đang limit mức giá là 785 triệu. Tiếp theo là một chiếc CX-5 nữa và là bản 2.5. Em này là 2017 và đăng ký lần đầu 2018. Một chủ từ đầu với chị, đeo biển số Bình Dương. Chiếc xe thì bên em mua tại chủ, thành ra là chủ xe họ muốn giữ cái sự che biển số đi. Thì em ăn hiện tại thì đang tháo biển số ra. Nhưng em này mang biển số Bình Dương cũng là tên cá nhân. Và em này đang đi chuẩn ô đô 65.000 km rồi chị nhé. 65.000 màu trắng. Và giá bán hiện tại đang là 768 triệu. Hai chiếc xe này thì bên em đều cam kết tuyệt đối về vấn đề thủy kích, đâm đụng, tai nạn, bao tuyệt đối luôn. Thì đây, mời chị cùng tham quan mẫu xe này. Ở bản 2.5 thì rõ ràng thiết kế hay là option nó giống nhau hết. Từ cụm đèn pha đều là đèn cụm đèn pha mắt hí full nét, đèn gầm sương mù cũng là full nét luôn. Và có được trang bị cảm biến trước sau cho chị luôn. Mặt ga lăng rất là đặc trưng của dòng Mazda đúng không ạ? Mạ chrome và cái biểu tượng của Mazda thì nó quá quen thuộc rồi. Và để giới thiệu chi tiết mẫu xe này thì em An cũng nói luôn, đây em An sẽ mở cái phần capo của mẫu này lên để anh chị hiểu rằng chiếc xe này có một cái giá rất là hợp lý ha. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chiếc xe này như em An có quay thì em An cũng nói luôn với chị rằng chiếc xe này thì hiện tại đã được thay bảo hiểm mới cái capo này. Capo này. Nhưng mà không phải là vì lý do đâm đụng, bởi vì phần đầu này vẫn là nguyên hết anh chị nhá. Khung xương nguyên bản tuyệt đối luôn. Với cái capo này, calamen đây. Capo này thì do khi mà mua chủ xe có báo với bên em rằng khi trong quá trình sử dụng sơ ý á, dè vào nhà sơ ý để cái cửa cuốn á nó đè lên gây móp cái capo này thì anh ấy có bảo hiểm anh dô hãng anh thay luôn. Còn tất cả những cái khung xương này em An cam kết cho chị là không cấn đụng, không có ảnh hưởng, chưa tháo mở bất cứ chi tiết nào cả. Đấy, bởi vì ra nếu mà nhiều trường hợp nếu mà khi mà chị thay capo rồi là có nghĩa là cái xe đó đã phải đâm đụng, nhưng mà cái xe này là không đâm đụng, tác động ngoại lực thôi. Đó, không ảnh hưởng bất cứ một chi tiết khung xương nào. Tại vì em An thì cũng không có giấu với chị vấn đề này. Đây là thay capo mới trong hãng luôn này chị nhé. Thay trong hãng luôn. Đấy, để chị mình biết tất cả những chi tiết nguyên bản tuyệt đối luôn. Máy 2.5 CX5 thì còn bản 2.0 nữa. Em này là 2.5 một cầu với chị nhé. Đấy. Như vậy để chị biết. Và dòng này thì thực sự bản 2.5 thì cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu chị. Tiếp tới là phần thân xe với bộ mâm phay hợp kim nhôm R19. Và chị thấy cái bộ mâm giống như hình bông hoa luôn ạ. Rất là đẹp. Em này thì vẫn còn vỏ theo xe nguyên bản luôn. Vỏ theo xe nguyên bản. Và ở những cái dòng xe như là Tucson hay Santa Fe hay là CRV thì đều những chi tiết mủ đây. Đây CX5 cũng vậy. Những chi tiết mủ chạy quanh xe chị nhé. Tay cửa đồng nhất, đồng màu với màu thân xe và đã được trang bị lẹp kính sẵn rồi. Khóa cảm biến thông minh. Cụm sinh nhan rẽ báo tích hợp ở gương chiếu hậu cho chị này. Em này là vỏ theo xe hết nhá, vỏ theo xe hết đây chị. Đó, rất là mới. Phần đường lườn đây, cho anh chị tham quan phần đường lườn. Em này thì chủ xe là ở Dĩ An, Bình Dương luôn, một chủ từ đầu với chị. Đấy, cam kết cho chị luôn 785 triệu. Đấy, 4 thắng đĩa và những tính năng an toàn như cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, chống trơn trượt đầy đủ hết ở những mẫu xe gầm cao, mẫu crossover như mẫu CX5 này. Đó. Và ở mẫu xe này thì ngân hàng có thể hỗ trợ cho anh chị khoảng 400 đến 450 triệu. Bản này thì được trang bị cho anh chị như là ghế da cao cấp theo xe, ghế điện, nhớ ghế hai vị trí, đấy, cửa sổ trời. Và đây là ghế da cao cấp nhé. Bản này trang bị đến 6 túi khí an toàn,
Ở đây thì anh chị có thấy là có auto hold này, rồi thắng tay điện tử, chế độ sport, điều hòa hai vùng độc lập, khóa đầy đủ thông minh. Nói chung là những cái tính năng an toàn thì nó rất là đầy đủ ở mẫu CX-5 này. Nội thất là tất cả là da chị, da màu đen, kết hợp những chi tiết chỉ nổi bật luôn. Đấy, vô lăng tích hợp thể thao, ga tự động đầy đủ hết. Đấy, đúng 30.162 km, một cái màn hình giải trí tích hợp sẵn, có cam lùi, đầy đủ hết đúng không ạ? Và ở phần những chi tiết cửa này thì em ăn cũng bao chuẩn cho chị, chưa tháo mở keo chỉ zin. Em này duy nhất thay một cái cabo mới trong hãng thôi, và không phải là bị đâm đụng nha anh chị nhé. Đó, đây em ăn, nếu mà đâm đụng thì em ăn đã không mua. Bởi vì khi mua một xe thì mình sẽ tìm hiểu rất nhiều nguyên nhân và yếu tố. Và bên em cũng check test hãng thoải mái cho chị luôn. Những cái chi tiết này là da anh chị nhé. Cực kỳ mới đúng không ạ? Mới tinh luôn, cái tài auto đây da hết anh chị này. Và đây thì chủ xe kỹ họ cũng dán đề can này, carbon chống trầy xước. Và đây dùng loa bầu hết anh chị nhá. Như em nhớ không nhầm như 8 loa bầu phải, 8 hay 10 loa bầu đó. Nó nghe loa Mỹ nghe rất là chắc luôn. Keo chỉ zin, 4 cánh. Cốp sau nguyên bản hết. Đây. Rõ ràng ở mẫu xe gầm cao này thì rõ ràng ngồi hàng ghế thứ hai rất là thoải mái rồi. Đấy, và em này thì đời này thì đã có hốc gió điều hòa ghế sau rồi anh chị nhá. Hốc gió đây. Đấy, hốc gió này. Và đây thì chủ xe cũng rất là kỹ, tại nhiều lúc nhà có con nhỏ ấy, nên họ kỹ, họ dán carbon chống trầy xước hết rồi. Ở đây thì hai đèn trần đầy đủ hết này. Cửa sổ trời 2018. Ok đúng không ạ? Giá bán hiện tại đang là 785 triệu, ốp inox chống trầy xước vào đủ hết cho chị rồi. 785 triệu. Phần đuôi sau thì anh chị có thấy là ở đây sử dụng ống bô kép, bốn mắt cảm biến sau và cụm đèn hậu sau full LED. Và ở phần cái cảng sau, cái cốp sau này thì chủ xe dán thêm một đường mạ chrome đấy chị này. Đó, dán thêm này. Cái này dán thêm thôi. Ở đây thì có một cái logo. Ốp đèn cũng vào rồi. Đấy. Bản 2.5 anh chị nhá. Rất là đẹp. Mức tiêu nhiên liệu mà hãng công bố đấy ạ, ở một chiếc xe bản 2.5 này thì kết hợp nó khoảng 7.35 L. Đó, rất là tiết kiệm. Dòng Mazda thì anh chị có thể thấy như là Mazda 2 hay Mazda 3 thì đấy, cốp điện nhá. Mazda 2, Mazda 3 thì cũng đều rất là tiết kiệm. Đấy, nguyên cái phần khoang hành lý này là chủ xe họ làm lót sàn hết sạch cho anh chị rồi. Đó, rất là kỹ đến mức như vậy này. Đây chị thấy bên trong này mới tinh. Những cái lỉ mới tinh. Sơ cua chưa hạ anh chị nhá. Đó. Quá mới rồi. Và tuyệt đối là không đâm đụng đằng sau này. Đó, cốp điện. Đó. Đây thì anh chị có thêm một cái khoang hành lý phụ nữa này. Đó, chị thấy không ạ? Rất là hay đúng không ạ? Nguyên bản tuyệt đối chị nhá. 2018, 785 triệu và giá sẽ còn thương lượng cho anh chị. Đây phần gầm xe đây, rất là sáng và nguyên bản mới ha. Đấy chị thấy là cái xe mà khi mà em An đưa đến anh chị là những sản phẩm thực sự là hàng tuyển chọn, hàng đã qua tuyển chọn. Bốn vỏ theo xe và tên cá nhân một chủ mua mới từ đầu. Lức sơn zin ở mẫu xe này thì em An còn đảm bảo cho anh chị đến 85-90% luôn. Đó, vỏ theo xe hết đây chị nhá. Đó, mới không ạ? Cực kỳ đẹp ha. Đây. Mời chị. Anh chị mình có hộ khẩu ở Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn làm được. Và em An cũng nói luôn là hiện tại bên em đang có website siêu thị ô tô bình dương.com. Anh chị có thể truy cập trực tiếp vào đó để mình có thể khi mà anh chị cần tìm kiếm một dòng xe nào đó, anh chị có thể vào đó. Ở ngay phần mục đầu tiên là bên em đã có phần tìm kiếm xe. À, anh chị nào mình cần đi tìm kiếm xe mình cứ vào đấy mình nhắn tin vào đó là bên em biết có sẽ báo cho chị luôn, để lại thông tin đó. Rồi bảng trả lãi ngân hàng, rồi địa chỉ cửa hàng bên em, tất cả đều có trong website hết. Đó, rất là dễ dàng để anh chị mình tham khảo. Hãng phí em này còn đến tháng 10 năm 2022 chị nhá. Đấy, một mẫu xe gầm cao, kiểu dáng đẹp trẻ trung bắt mắt đúng không ạ? Tính năng an toàn đầy đủ hết. Rồi nếu anh chị là một người thích màu trắng thì đây là một chiếc xe mà bên em cũng đã có mặt ở bên em. Một chiếc CX5 2017 và đăng ký lần đầu 2018. Cuối 17 rồi thì đã là model mới của 18. Bản 2.5, cũng là bản 2.5 và em này thì đã, như em An quan sát thì đã thay vỏ rồi. Đi đúng 65.000 km, đeo biển Bình Dương. Đây, sẽ cho anh chị tham quan phần đầu xe trước đi, cũng như là phần động cơ. Đó, thiết kế thì không có khác gì so với chiếc 2018 đúng không ạ? Giống hoàn toàn rồi. Đó. Đây cho chị coi ha.
Và mẫu xe này như em An có báo ngay từ đầu đang là 768 triệu. Giá sẽ còn rất là nhanh gọn cho anh chị nào mình thiện chí ha. Anh chị ở xa thì cứ chốt giá với em An rất là dễ dàng thôi. Đây, máy em này thì hiện tại đang là nguyên bản và đang là mộc nhất, chưa rửa nhé. Đó. Em thấy này thì máy zin khung xương, keo chỉ zin hết. Đó. Ok đúng không anh chị? 2017 đăng ký lần đầu 2018. Và mẫu xe này thì hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 768. Giá sẽ còn thương lượng cho chị bản 2.5 luôn anh chị nhé. Đấy. Mức tiêu nhiên liệu thì như vừa em An có nói với chị, nó dao động khoảng tầm 7 lít thôi, hơn 7 lít cho đầy kết hợp. Và khám phí chiếc xe này còn đến tháng 5 2023. Đấy. Đã lên vỏ mới rồi. Vỏ này thì cũng là vỏ của theo xe thôi. Vỏ của xe luôn anh chị nhé. Nên vỏ mới cho chị tuần thứ 20. Đó. Những chi tiết như là tay cửa thì chủ xe đã vào ốp rồi. Đó. Đây, ở đây thì chủ xe cũ họ cũng nên dán lên những cái đường mạ chrome ở những cái cánh cửa này. Đó, những cái bậc lên xuống cũng đã được vào hết cho chị rồi. 2017 đăng ký lần đầu 2018, chủ xe đã lên bậc lên xuống cho chị sẵn rồi. Đấy, chị thấy không ạ? Đó. Ốp lắp bình xăng, ốp đèn, không thiếu thứ gì. Đó. Rồi, nội thất đây. Bản 2.5 này thì vẫn là nội thất ghế da màu đen. Rồi ghế điện, hai ghế điện luôn. Auto hold, thắng tay điện tử. Nói chung là gần như là giống hoàn toàn với chiếc bên kia. Đó, điều hòa hai vùng độc lập. Quá ok đúng không anh chị? Nội thất rất là sang, rất là sang. Đó. Anh chị mình có thể là lên trực tiếp bên em để đi test hãng nhé. Tất cả bên em xe bán ra đều bao check test thoải mái và đều cam kết chất lượng. Đó, bằng văn bản với chị luôn. Keo chỉ zin hết nha anh chị nhé. Đấy. Đây là cực kỳ là thực tế nhất, khách quan nhất. Đó. Phần này rất là đẹp đúng không ạ? À, những cái cột này trắng bóng này, à, dạng như kính bóng anh chị. Đẹp, kính mạ chrome sẵn rồi. Ok. Đấy, vào lót sàn luôn. Những mẫu xe đi gia đình họ rất là kỹ càng đúng không ạ? Anh chị có thể thấy là cái chất lượng chiếc xe nó còn nguyên bản và liền lạc ha. Ok. Vỏ này thì em An kiểm tra vỏ đết này, vỏ này là vỏ cũng thay hết rồi nhé, thay 4 vỏ mới rồi. Tại vì chạy hơn 6 vạn thì thay vỏ là rất là hợp lý, vừa an toàn và cái vỏ cũng đã đến lúc phải thay rồi. Em này thì như em An quan sát thì chủ cũ họ có vào thêm cái lipo sau này chị này. À, lipo. À, ở đây thì đây, đồ nghề đây. Đây là biển số nha chị nhé, nhưng mà em An cũng tại vì em An khách hàng muốn nhu cầu dấu này, sơ cua chưa lăn. Và như em An quan sát thì chủ xe dán cách âm 3M luôn. Đấy, sơ cua chưa lăn. Đó, tất cả những chi tiết ốc, các đinh bấm hai bên ha. Zin đét luôn. Giá bán hiện tại đang là 768 triệu cho mẫu này. Đó. Ngân hàng hỗ trợ mẫu xe này cứ tầm 70% giá trị xe là ok rồi. Đấy. Cuối 2017, em này được cái là đầu 17 vẫn là cái form cũ chị nhé. Đây cuối 17 ra cái form mới rồi. À, 4 vỏ thay hết đâu. Ok. À quên, cho chị tham quan phần gầm luôn em. À, Calamen cho chị tham quan phần gầm xe. Đó, rất là ok chị nhá. Đấy, ở bản này thì trang bị hai ghế điện, phía trước người lái và phía trước người ngồi. Tất cả là ok hết. Đó, keo chỉ là em An bao zin từng phân keo phân chỉ ở cái cửa. Đó. Hai cái là được trang bị hốc gió điều hòa ghế sau. Những cái đời trước như đời 15, 16 thì chưa có trang bị hốc gió điều hòa ghế sau thì lúc đó hơi bất tiện đúng không ạ? Đó. Và những cái này là chi tiết này là chủ xe lên nhé chị nhé. Đó, những cái bậc này. Đó, cái này thì có thể là do chủ xe quẹt vào những cái chậu bông hay gì đó. Rất là dễ bị ha. Đó, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì vào sâu ha. Nó chỉ bên ngoài thôi. Đó, nguyên bản hết. Khám phí còn đến tháng 12 năm 2023. Đấy. Đây, 4 vỏ là thay hết rồi chị nhé. Ok. À, rất là đẹp rồi. Đấy. Rồi, em Hoàng An vừa đưa đến anh chị quý hàng thân yêu của em An hai sự lựa chọn, hai mẫu Mazda CX-5, một chiếc màu trắng 2017 đăng ký lần đầu 2018 model mới, đi chuẩn đồng hồ 65.000 km, giá bán đang là 768 triệu. Và một chiếc màu đỏ pha lê 2018 đi đúng đồng hồ 30.000 km, chỉ thay duy nhất cái cabo do tác động ngoại lực, không phải đâm đụng. Giá bán đang là 785 triệu. Hai mẫu xe này thì đều là bản 2.5 và giá mà em An đưa ra là giá tham khảo, và chị quan tâm thì alo cho em An để thương lượng giá chị nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều và em An xin hẹn gặp lại chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào.